Alo mọi người ơi, thì hôm nay là cơm trái của mình đã về trở lại rồi ha. Cơm trái chiên nước mắm này mọi người. Thì hôm bữa là mình bán hàng Tết, thì qua đợt Tết nó hết hàng. Hôm nay mình tìm được xưởng bán hàng quanh năm cho mọi người luôn. Khách YouTube nào muốn mua liên hệ với em qua số điện thoại nha. Thì giá hữu nghị em lấy số lượng nhiều mà em bán. Nói chung là em bán quần áo là chính, phụ kiện các loại nè. Em bán quần áo cho nên bây giờ em bán đồ ăn vặt cho có khách ra vui thôi. Giá 7.500 đồng một bịch như thế này. Thì một chục bịch là 75.000 nha mấy chị. Ăn vị giòn giòn, ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay. Cái này mình ăn vặt là thầy chùa luôn. Rất là ngon luôn. Em bán rồi, khách em đặt rất là nhiều. Em lấy số lượng rất nhiều. Cho nên nếu mà mọi người cần thì mọi người liên hệ với em ship cho mọi người từ 30 bịch trở lên ha. Em đóng thùng phí ship cho mọi người luôn. Đây, cái này đây, mấy chị nè thấy không? Mình uống bia cũng ok luôn. Mùa dịch corona này thì mình ở nhà ha. Mình mua mấy chục bịch này nhà. Mấy đứa nhỏ nó nghỉ học ha, nó đòi ăn bánh quà giặt, bảo đảm mấy này mấy nhỏ nó mê luôn. Ăn giòn giòn, mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Mà người lớn mình thì nhậu bia được luôn. Giòn rụm luôn. Em lấy bánh mới luôn ha. Tại vì quá trình dọn chuyển á mấy chị. Rồi cái qua nhiều chành xe, rồi xưởng, rồi qua nhiều công đoạn. Cho nên là nó bị vỡ. Một số cái nó bị vỡ như thế này. Nhưng mà mình ăn mình cũng bẻ miếng ra mà. Rất ngon, vàng ươm luôn. Khá là ok mấy chị ơi. Mua hàng liên hệ với em qua Zalo hoặc là số điện thoại ha, 0387728778 ha. Em ship cho mấy chị luôn. Phí ship thì cái này chắc phí ship tầm 3, em ship bưu điện tầm 30.000 lên ạ. Rất là ngon, khá là nhiều luôn. Rất là ngon, nhìn phát thèm lắm. Đây. Ghê không?